Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay đây có về được 5 đôi loa JD bát 25. Phải nói rằng là cái dòng loa này thì giá rất là hợp lý. JD xịn luôn nhá. Em nói luôn các bác này là JD xịn nhưng mà giá rất là hợp lý. Ngày hôm nay này có 5 đôi thôi. Về đem bán cho các bác giá rất là rẻ. 5 triệu 9 một đôi như thế này. Không cần phải nói nhiều, đây là loa JD bát 25. Giá 5 triệu 9 và các bác sẽ không tìm thấy đâu ra được cái dòng JD mà giá như thế này cả. Và đây là hàng bao chuẩn và bao JD như tất cả các bác luôn. Em nhắc lại là đây là hàng JD bát 25 xịn và bao chuẩn bao JD cho các bác luôn. Có 5 đôi và giá là 5 triệu 9. Thì JD này thì các bác lưu ý là tại sao giá rẻ như thế thì em xin trả lời cho các bác đây này. Một cái cam kết của cửa hàng em đó là bán là 100% đây là hàng nguyên bản và hàng JD. Em không bán hàng nhái. Thì cái JD này bình thường những cái loa 25 ấy thì bên em đã bán từng 8 triệu rưỡi. Đấy, 8 triệu rưỡi. Đấy, bèo nhất là 8 triệu nhưng mà bây giờ là lên 8 triệu rưỡi rồi. Đó là đối với những cái dòng PA ví dụ như là PA 10, PA hoặc là PD 10. Thì đối với cái model này thì là model này nó sẽ rẻ tiền hơn cho nên mà giá nó sẽ rẻ hơn. Đó là nói là thắng như thế. Thì đối với những cái dòng 25 mà ví dụ như bên em đang bán hơn 8 triệu thì nó ví dụ giá mới của nó rơi vào tầm loa 25 nhá. Loa 25 JD nó rơi vào tầm hơn 20 triệu đến 30 triệu. Dòng này thì giá nó sẽ mềm hơn, hàng mới nó chỉ là tầm dưới 20 triệu thôi. Đấy, cho nên mà cái hàng này thì ngày hôm nay thì bán cho các bác với giá chỉ có 5 triệu 9 thôi. Thì cái dòng này thì các bác có thể lên YouTube chúng ta sẽ có thấy một số cửa hàng bán thì họ sẽ bán cái giá gần 7 triệu, 6 triệu 7 nhá. Gần 7 triệu một đôi. Đó là em còn đã tham khảo cho ngày hôm nay thì em bán cho các bác chỉ giá 5 triệu 9 thôi. Đấy. Hàng đang cấp pin, em nói là hàng đang cấp pin và rất là khó về nhưng vẫn để cho các bác cái giá như thế. Cho nên mà các bác yên tâm là hàng những cái mà đôi loa bên em bán cho các bác đây là hàng chuẩn nhá, chứ không phải suy nghĩ luôn. Nhắc lại 5 triệu 9. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết về cái dòng loa này. Thì như thế này, đây là nội thất của nó luôn. Thì cái model ở đây nó là JD PA 102. Đây. Đây. Nó là JD Barolas. PA 102 trên 102 Pro. Em không biết đây là 102 trên 102 Pro, tức là đây là nó sẽ là hai model hay là như thế nào, em không nghĩ nó nguyên bản nó là như thế này và các cửa hàng khác người ta cũng bán như thế này. Thực ra thì cái tí này em sẽ kể là cái lịch sử của cái loa này một tí tại vì cho các bác nắm được nhá. Thì ở đây nó là công suất của con loa này là công suất làm việc 200W, độ nhạy rất là cao nhá. 400W công suất trung bình là 400W, maximum là 800W. Kháng chịu là 8 ohm, đây là hàng chuẩn của nó luôn, design in Japan, đây là hàng zin luôn, đây hàng zin luôn, hàng chuẩn luôn. Thì giờ phải nói rằng là thế này này, cái loa này á, các bác phải hiểu như em thế này này, em bán hàng thì cũng là rất là kỹ, nói thẳng luôn như thế này, rất là kỹ luôn. Cái lô loa này thì thực ra em đã về trước Tết, kể từ trước Tết thôi, nhưng mà em để cho kho, thực ra là không dám bán, không dám bán tại vì là em nghĩ em sợ nó là loa nhái. Nói vuông nét luôn như thế là quan điểm của em là như thế, không phải nói điều các bác, em nghĩ nó là loa nhái cho nên không dám bán, cứ để trong kho, thực sự là thế, sợ bán mất uy tín. Nhưng mà phải nói là cũng đi hỏi rất là nhiều người tìm hiểu ở trên mạng ấy thì cũng không thấy ai bán trong model này cả. Em chia sẻ đây là em chia sẻ thật luôn nha các bác nhé. Còn bây giờ đến khờ phút này em đã bảo các bác là các bác cứ chứng minh được đây là loa nhái thì các bác được trả hàng cho em, nên là em nói thật luôn. Nếu em khẳng định đây là loa xịn rồi thì em phải bán, giờ em mới bán. Thì tức là em đã là làm sao em chứng minh được thì em sẽ chỉ cho các bác một lúc này á. Thì cho nên mà em để kho, em không cho bán. Và bây giờ thực sự là mới lôi ra bán đấy. Và đến giờ phút này thì đã qua Tết mấy tháng rồi, không còn hàng bán luôn, em mới lôi ra bán đấy. Đó là em nói chia sẻ rất là chân tình cho các bác. Cho nên mà với có cái hàng này, chứ thực ra là loa JD là giờ không có hàng. Từ Tết đến giờ là không có hàng về, biên cấm, nói vuông đét là không có hàng luôn các nhá. Biên bị cấm, không riêng cửa hàng em một, toàn Việt Nam bây giờ hầu như là không có hàng. Ông nào cũng ngồi chơi xơi nước thôi. Bên Trung Quốc họ đang bị dịch, họ đang đóng cửa, không có giao du với bất kỳ thằng nào cả, cho nên không có hàng. Thì ngày hôm nay đây, thì đây nội thất đây, em sẽ chỉ các bác. Thì sau quên đang nói dở một tí này. Tại sao nó lại ấy? Thì đến giờ phút này bán tại vì là em cũng đã theo dõi trên mạng. Thấy có một ông cũng bán cái dòng loa này rồi và cũng giống y chang của em. Đấy, đây là hàng bãi, nếu mà hàng mới ấy, thì nó rõ ràng mẹ nó là hàng nhái luôn, hàng mới thì 100% là nhái, nhưng đây là hàng bãi. Bên Trung Quốc họ cũng khẳng định em là hàng xin.
Đấy, bên họ bên đối tác kia họ đây là hàng xịn, không có hàng nhái đâu em ơi, nó là 100% là xịn ở đó, ok. Đấy, nhưng mà vẫn mình vẫn vẫn sợ như thế, nhưng mà nếu như mà hàng 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 mới là thì thôi biết rồi, thành nhái mẹ nó rồi, nhưng mà đây lại hàng bãi. Và đây cho em sẽ nói luôn cái phân tần của nó, em cứ ngồi em nghiên cứu mãi cái phân tần, nó không có thằng nào cái phân tần mà như JD cả. Đây các bác sẽ nhìn vào cái thằng JD, nó có một cái đặc trưng riêng của nó từ những cái cuộn cảm này. Các bác xem tất cả các model của JD, phân tần của nó đều hao hao như thế này. Đây nó còn dập luôn cả trên này, 102 này, đây đấy, nó có cả dập luôn JD này, và tụ này, toàn bộ đây là kênh đây, chở đây, chở xịn này, tụ xịn luôn này, và thậm chí là những cái cuộn cảm của nó này. Em kinh nghiệm và gọi là linh cảm của em đó, thực ra thì các bác bán nhiều loa các bác sẽ thấy mỗi hãng nó sẽ có cách làm phân tần giống nhau. Ví dụ như là B3 các bác chỉ nhìn vào cái phân tần nhá, loa B3 nhá, các bác chỉ nhìn vào cái phân tần của nó là các bác biết là loa B3. Loa DK nhìn vào phân tần của nó là biết DK. RCF nhìn vào phân tần của nó được là biết của RCF. Và hầu như mỗi hãng nó đều có cái cách làm của nó để cho chúng ta nhận diện. Và đây là hàng phân tần xịn. Đây em khẳng định luôn là phân tần xịn, các bác để ý là từ những cái cuộn cảm của nó này. Đấy, cuộn cảm này. Nó rất là xịn như thế này, nó cuốn hai cuộn cảm của tép này, cuộn cảm lo bát này. Nó rất là xịn như thế này. Đấy. Và khẳng định luôn đến giờ phút này em khẳng định luôn đây là phân tần xịn. Đấy, em khẳng định luôn, và cái đây là cái chia sẻ của em rất là thật. Trước đây thì em nhìn cái phân tần này đúng là xịn, không thể lẫn đi đâu được, nhưng mà tại sao mà nhìn cái bát với cái tép lại không có tem? Thì em lại đang phân vân đấy này. Đây. Tép thì nghe rất là hay, bát cũng hay, em khẳng định luôn, nhưng bát tép nó không có tem. Bình thường á, em đi mua thì nó sẽ dập ở trên đây hoặc nó phải dán cái tem ở bên hông này. Tuy nhiên là này không có tem, mà em khẳng định đây là bát tép xịn. Tại vì sao? Các bác nhìn cái bát mới nó sẽ phấn, cái tép mới hoặc cái từ này nó phấn, nó trắng bạch, nó trắng mà nó không xịn như thế này. Nhưng mà cái từ đấy là từ 500 xịn này, thậm chí các bác để cái tép này, cái bát này, cái keo của nó này, này keo phấn hồng này. Đấy, đấy, xịn của nó luôn. Đây, trên mảng hoa có số luôn. Nhưng mà em chỉ có phân vân một cái là bình thường JD nó sẽ có cái dọc ở trên đây, mà cái này không có. Và đến giờ phút này thì thấy có người bán giống của em rồi thì em khẳng định đây là loa xịn, nên cho nên mới bán. Đây nhá, màng của nó này, màng chống nước này. Đây, màng chống nước này, gân này. Gân đang còn keo này, mà thấy không? Bóng này. Đấy, đang còn nguyên keo của nó này. Đây, đây. Đây, đấy, đang còn nguyên kìa, keo đây này. Đây là keo dưỡng của nó này, màng chống nước này, từ những cái đường keo rốn của nó xịn 100%. Từ của nó này, từ nó đen bóng như thế này mà nó không phải là từ phấn, nó mà trắng bạch nó phân phấn lên thì là từ là lo thì là hàng nhái rồi, thì rõ ràng rồi. Các bác cứ để ý của lo mới hiện nay là cái 500 nó phấn hàng dễ tiền mà. Nó trắng bạch, nó trắng. Em cứ nhìn thấy nó ngu ngu. Còn đây này, 500 xịn này. Là đây là lo bãi này. Đấy, cái đít của nó còn xịn xịn như thế này các bạn. Đây là lo bãi, không phải lo mới, đã sử dụng rồi. Cho nên mà sau khi mà nghiên cứu và tìm hiểu rất là nhiều, em khẳng định các bác còn đây là hàng xịn. Còn các bác mà chứng minh đủ có ông nào mà có cái model này hoặc như thế nào mà bảo cái này nhá thì các bác được trả hàng kìa. Em coi như là em sẽ xin lỗi. Đấy, em khẳng định luôn. Cái này là xịn và giá của nó 5,9 triệu. 5,9 triệu đó là em nói rất là thật luôn. Đấy. Còn bên đây cũng có JD này em không bán này. Không có bát. Này không có bát, đây là JD này, lo này là 8,5 triệu này. Còn một đôi đấy mà không có bát, bát bị lộ cộ không bán đấy, đang để đây này. Đấy em nói thật luôn, còn cái này là zin 5,9 triệu. Đấy, thông cáo các bác nhá. Xin cảm ơn.